lời đồng hồ thì có lời đó, mà lời ra tiếng vào. Anh em ạ, người bán thì thường lùa gà. À nhầm, lùa rõ chứ nhở. Anh mua con Rolex này đi, yên tâm tăng giá. Hay chiếc Patek này đi, vừa được đèo lại vừa có lãi anh ạ. Lãi thì có đấy, nhưng số đó không phải là phần đồng. Và thực sự rất ít thương hiệu mua có lãi. Một số ít cái tên có thể kể đến như Rolex, Patek, Richard Mille hay Audemars Piguet. Kể cả chọn được những thương hiệu dạng blue chip, nhưng sai thời điểm vẫn tạch như thường. Ví dụ như chiếc Rolex Cosmos Grand Daytona vàng khối ở dưới, tầm tháng 6 năm ngoái, để sở hữu bạn phải bỏ ra hơn 2 tỷ. Hiện giá của em nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ. Chúc mừng bạn đã lỗ hơn một nửa. Vậy đương nhiên các seller sẽ không chịu cái khoản lỗ đó. Vậy một mẹo theo mình là an toàn nhất, bạn nên kiên trì để mua được giá retail của hãng. Hoặc không nên mua khi thời điểm thị trường bất động sản hoặc chứng khoán bùng nổ, vì những người thắng sẽ dùng một phần tiền lời mua những xa xỉ phẩm khiến giá tăng đột biến. Nên quan điểm của mình, hãy coi đồng hồ là một thú chơi, mua vì bạn thích và